Quý vị đang theo dõi chương trình xây dựng và bất động sản trên kênh truyền hình SCTV8 VTV. Thưa quý vị, theo xu hướng hiện đại của cuộc cách mạng 4.0, nhà căn hộ không đơn thuần để ở mà còn là nơi tận hưởng tiện ích tích hợp, căn hộ thông minh đầy đủ tiện nghi trong không gian xanh cùng dịch vụ đa dạng ngay tại dự án đang được nhiều người mua nhà hướng đến. Diễn viên Charlie đã có 10 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Anh cho biết ở Mỹ, nhà thông minh là xu hướng cực thịnh hành vào nhiều năm trước. Khi sang Việt Nam, anh cũng lựa chọn cho mình một căn hộ thông minh với các thiết bị như các thiết bị đèn chiếu sáng, TV, điều hòa, tủ lạnh, có thể điều khiển từ xa ở mọi lúc, mọi nơi, cùng với các tính năng như bật, tắt, hẹn giờ, setup kịch bản thông qua những thao tác nhanh chóng trên chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn. Khi mà có thể về một ngôi nhà thì có sử dụng công nghệ Smart Home, Charlie thấy rất là thoải mái. Và ngôi nhà như thế này thì sẽ có rất nhiều thiết bị, rất nhiều options, rất nhiều features có thể hỗ trợ một người đàn ông như Charlie thì có thể là dọn dẹp hoặc là có thể là có thể quản lý thất thần thật ở tại nhà. So với mình thì là vì mình rất là bận rộn trong công việc thì mình thấy rất là hợp lý. Với mong muốn có một cuộc sống tiện nghi và hiện đại, bất kỳ ai khi mua nhà đều có sự tính toán kỹ lưỡng. Những căn hộ thông minh được đưa vào bất động sản là yếu tố thu hút khách hàng. Nắm bắt xu hướng này, hiện nay các chủ đầu tư đã đưa ra dòng sản phẩm căn hộ thông minh kết hợp với nhiều đối tác cung cấp giải pháp, các ứng dụng công nghệ vạn vật kết nối. Chủ nhà có thể điều khiển các thiết bị điện tử, điện máy trong gia đình thông qua ứng dụng điện thoại hoặc bằng giọng nói qua loa thông minh hay hẹn giờ, cài đặt kịch bản cho hầu hết các thiết bị trong gia đình. Sunshine phát triển một cái dòng sản phẩm riêng. Ở trên đó thì có những cái tích hợp những cái công nghệ mới, đặc biệt là mang lại một cái trải nghiệm đầy đủ cho khách hàng. Ở đây có thể hiểu rằng là một cái giải pháp nhà thông minh nó phải đầy đủ tất cả những cái thành phần từ hệ thống chiếu sáng, hệ thống rèm cửa, đặc biệt là các cái hệ thống điều hòa. Thế rồi là những cái hệ thống phức tạp hơn, ví dụ như là hệ thống đo lường cái điện năng, rồi là hệ thống đo lường cái tiêu thụ điện nước. Thế và những cái hệ thống mà nó có khả năng là nó phải tích hợp được với những cái thiết bị điện gia dụng khác, ví dụ như là TV hoặc tủ lạnh hoặc là máy giặt. Giá chào bán căn hộ thông minh tại các quốc gia như Ấn Độ, Anh và một số nước Đông Nam Á cao hơn từ 10 cho đến 15% so với giá bán căn hộ thường. Tại Việt Nam với lối sống hiện đại, giờ đây khi mua nhà thay vì vị trí trung tâm, họ hướng tới không gian sống thoáng đãng và tiện ích hiện đại để phục vụ nhu cầu sống của cư dân thời đại mới. Tuy nhiên, một căn hộ thông minh đúng nghĩa và vừa túi tiền thì khách hàng nên lựa chọn những căn hộ có giải pháp đồng bộ ngay từ khi thiết kế, lắp đặt. Khái niệm về thông minh ở Việt Nam này thì cũng mới. Thì như các gia chủ thường thường đầu tư sẽ rơi vào khoảng ở mức độ từ 200 cho đến 1-2 tỷ đồng là có thể áp dụng được những cái tùy từng cái tiện ích thông minh. Ngay như bản thân mình có thiết kế rất là nhiều cho các chung cư, cho các chủ nhà thì ban đầu người ta cũng có đưa luôn ra là yêu cầu và mình có thể mình tư vấn luôn rằng nếu như anh chị có áp dụng cái hệ thống thông minh thì mình phải setup ngay từ cái lúc mà chắp bút thiết kế ngôi nhà của họ. Thị trường bất động sản Việt Nam trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 khi mà các doanh nghiệp và chính phủ đang nỗ lực thay đổi cảnh quan đô thị bằng việc kết hợp công nghệ nhằm cải thiện môi trường sống. Do vậy, đối với những dự án bất động sản, việc áp dụng công nghệ tạo ra những căn hộ thông minh sẽ không chỉ là một xu hướng mà còn là một yếu tố nhất định phải có trong dự án mà các chủ đầu tư ưu tiên phát triển.